Ok, mình đã đem được cái thùng dành cho trẻ sơ sinh của nước Phần Lan cho các bà mẹ nha các bạn. Đây, nguyên cái thùng. Thùng này nặng 7,5 kg. Và đó, 7,5 kg. Và gửi thẳng tới tên của vợ mình luôn là Huỳnh Thị Ngọc Trâm. Tiếng Phần Lan gọi là Aitia Sparkles, là cái thùng dành cho người mẹ để trong đây có những đồ dùng của trẻ sơ sinh. Và bây giờ vợ mình Huỳnh Thị Ngọc Trâm khui quà. Khui nha, khui Ừ, nha. cứ khui cứ khui. Thì hồi trước tới giờ các bạn chỉ là thấy trên mạng người ta nói về cái thùng quà của nhà nước Phần Lan dành cho trẻ sơ sinh qua hình ảnh thôi, còn hôm nay là bằng video rõ ràng luôn. Mình quay lại để cho mọi người xem coi bên đây họ cho chúng ta cái gì. Cái này là lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên mình thấy được cái thùng quà này các bạn. Cô ở Phần Lan ba mươi mấy năm rồi. Ở đây ba mươi mấy năm rồi, lần này là lần đầu tiên luôn. Ở trong cái thùng này sẽ có một cái thùng nữa, thì cái thùng đó đó mình nghe mọi người nói là cái thùng này Phải giữ sử lại. dụng giữ lại để sử dụng làm luôn cái nôi cho em bé luôn. Hình như là mình dở ngược cái thùng mà. Thì không sao em xã. Phải lọc nó lại đúng không? Ừ, đâu đâu đâu, vậy này anh để vậy cũng được. Đây, Sợ lấy lên nó mở đổ lên. đồ lung tung ha. Đây. Không, đúng rồi, À đúng rồi. đó, mở lên. Chuẩn bị mở cái nắp, khui khui. hàng. Đó, có rất là nhiều đồ. Trong đó có giấy. Hướng dẫn hả? Trong đó có giấy ghi là hả gồm có những thứ gì trong cái thùng này dành cho người mẹ. Đây, đồ của Phần Lan thì rất là chất lượng nha các bạn. Quần áo mùa đông dành cho em bé ha. Rất là dễ thương. Đồ này chắc bé phải 1 tuổi trở Ừ. lên. Trong đây có đồ dành cho trẻ sơ sinh từ lúc lọt lòng mẹ cho tới 1 tuổi luôn. Chấm bi mới chịu. Xanh tươi luôn. Dễ thương. Và Cái cái này là cái gì này đây? Ồ, cái này để cho em bé vô trong nằm. không? Ừ. Làm như vậy hả? Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, mở mở tia ra được kìa. Đó. Vậy là cái này là để cho em bé vô Cái đây túi hả? ấm, ừ, để cho em bé vô. Hay. Đó. Ừ, đúng rồi. Xong rồi mình bê nguyên con lên như vậy. Đúng không? Ừ, mình có thể là cho vô ấm mà mình để Hoặc là trong cái cho nằm như vậy luôn, nằm trong này luôn. Bỏ vô trong cái thùng này nè, cái thùng phía bên trong đó các bạn. Cái thùng đó mình thay thế cho cái nôi, tại vì mình nghe các cô nói là khi mà để em bé trong cái thùng thay thế cái nôi này đó thì em bé cảm giác là sẽ an toàn hơn Và ngủ ngon và ha, ngủ ngon hơn, không có bị quấy khóc. không có bị quấy khóc vì không có cảm giác là bị lạc lõng á, cứ tưởng mình vẫn còn đang trong bụng mẹ đồ ấy. Cái này chắc lót cho bé nằm rồi. Ừ, đúng rồi, cái này để lót ra để cho bé nằm lên và mình thay tã đồ á. Có một bên mặt là không thấm nước để khi mà bé tè nó không bị thấm xuống. Ừ. Đây. Tên 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 chuẩn bị tới quần áo. Đồ này chắc cũng phải 1 tuổi trở lên rồi. Ừ. Có vẻ là vậy. Đồ này hơi lớn. Dành cho khi bé lớn lên. Hiệu hình như là hiệu Rayma. Em sẽ kéo xuống coi. Đúng rồi, Rema. Đó, hiệu Rayma là hiệu rất là nổi tiếng của Phần Lan. Đồ của Phần Lan rất là chất lượng nha các bạn. Đó, và rất là đắt tiền. Đây, hiệu Rayma. Ừ. Fetcher. Dễ thương. Bây giờ hình như là bắt đầu tới đồ nhỏ hơn nè. Đó, càng ngày càng tới đồ nhỏ của các bé. Đây, cũng có đồ lớn. Nhỏ hơn cái bộ kia rồi. Ừ. Cái buồn nhỏ xíu. Buồn nhỏ xíu, có mấy cái chân của con, dấu chân của con gấu thì phải. Ừ. Chưa đâu.
đồ càng về sau càng nhỏ nha. Ừ, giống như họ sắp xếp là đồ ở trên là đồ dành cho 1 tuổi và từ từ nó nhỏ dần á. Cái này nhỏ xíu luôn đi. Ừ. Khi mà có bầu ở Phần Lan á các bạn, và sau khi mà khám thai mà người ta coi hình em bé đó lần thứ hai á, thì sẽ được viết một cái tờ giấy của bác sĩ, và tờ giấy đó khi mà có tờ giấy đó rồi thì mình đem tới cái cơ quan của Phần Lan có tên là Kela, thì sẽ đưa cho họ và họ sẽ ghi vô trong hệ thống. Thì khoảng chừng 1 tuần hay 2 tuần sau họ có quyết định là cho tiền, để cho tiền cho người mẹ đó sau khi sinh bao nhiêu tháng á, và sẵn cùng dịp đó luôn thì họ sẽ cho mình cái quyết định được cái thùng này luôn, và thùng này nó sẽ gửi tới cho mình khoảng chừng 1 hoặc là sau 2 tuần khi mà gửi đơn đó vô trong cơ quan của Phần Lan, gọi là cơ quan nó tên là Kela. Có đồ chơi cho bé nè. Ừ, có đồ chơi cho bé đây. Rất là dễ thương. Dễ thương quá. Cái này cho mẹ. Thì cái thùng này sẽ được gửi tới bưu điện, mà phần lớn ở Phần Lan bây giờ là bưu điện nó đưa vô trong các chợ nhỏ các bạn. Thì những cái chợ nhỏ này nó sẽ gần nhà và mình sẽ ra ngoài cái chợ đó mình lấy. Rực rỡ quá. Quá trời đồ luôn á các bạn. Sắp tới là bé của mình sẽ sinh vào mùa hè này, mặc cái này là tập lĩnh luôn. Mùa hè chết chen. Em bé của Cường với Trâm là sinh vào ngày 2 tháng 4 năm 2018. Sắp tới rồi, còn 3 tháng nữa thôi. Đồ rất là dễ thương và chất lượng. Thì có nhiều người á, người ta cũng lưỡng lự là giữa lấy cái thùng và lấy tiền. Tiền thì không có bao nhiêu, chỉ 140 euro thôi, là khoảng chừng 1 triệu rưỡi tiền Việt Nam. Nhưng mà phần người ta thường thì người ta lấy cái thùng này hơn, tại trong thùng nó có rất là nhiều đồ, mà đồ chất lượng không à, đồ đẹp nữa. Đấy, rất là dễ thương. Chất liệu của những cái đồ này thì gọi là an toàn và tuyệt đối cho trẻ em sơ sinh luôn. Cho nên là tốt nhất là mình vẫn nên nhận cái này, tại vì người ta đã chuẩn bị sẵn cho mình. Người ta chuẩn bị sẵn hết. Theo kinh nghiệm của các mẹ ở đây thì nên khuyên là nên lấy cái thùng này. Nên lấy cái thùng. Rất là tốt. Ngoài quần áo ra còn những thứ khác nữa các bạn. Quá trời luôn. Cái này là nón cho bé nè. Ừ, nón cho bé đội. Cho xíu. Đó gì đây là... Cái đó là cũng nón luôn à. Dành cho sử dụng vào mùa đông á. Khi mà trời nón lạnh. Nón ninja chỉ nón giữ ninja. Cái mặt ra ngoài thôi. Bên đây á thì mùa đông lạnh, và các bác sĩ cũng khuyên là đưa bé, khi mà đưa bé vô trong cái nôi á và đưa ra ngoài ban công cho bé nằm trong ngoài trời lạnh á, khoảng chừng hình như là 1-2 tiếng gì á, mình chưa có kinh nghiệm nhưng mà mình nhớ là khoảng chừng 2 tiếng, nhưng mà dĩ nhiên là có bận áo ấm hết rồi, chỉ bỏ vô trong nôi. Ô, dễ thương quá. Đó là cũng là nón nha các bạn, nón ấm đấy. Cái gì đây? Cái gì đây? Đôi vớ. Những đôi chân nhỏ. Ồ. Vẫn còn đồ nè, rất là nhiều. Ôi đồ rất là nhiều nha các bạn. Đồ nhỏ nhỏ nha. Xích qua đi. Rất là nhiều màu. Mà cái này là mát luôn. Mát luôn á, đi mùa hè là mát luôn á. Mùa hè đấy, mùa hè của em đấy. Còn mấy cái này. Cái đó cái gì vậy? Không biết. Tháo ra thử coi. Chắc là cái áo quá. Tháo ra. À, cái tã hả? Hình như là tã. Đúng rồi, cái tã. Ồ. Oh. Đây.
hả? Ừ. Phải không? Đúng rồi. Ừ, đúng rồi. Có vẻ là cái tã các bạn. Hình như cái tã dùng đi dùng lại thì phải. Ừ. Thế ta? Ừ. Chưa có em bé nên chưa có kinh nghiệm. Em mới vừa có kinh nghiệm thôi. Sao lại bọc tả xong phải bọc thêm cái này nữa hả? Thế là sao? Ừ, chắc vậy chứ sao. Nó có cái loại cái tả mà sử dụng đi sử dụng lại á. Thì không biết tả cái giặt đó, đúng không? Ừ, tả giặt á, không biết cái này có phải là vậy hay không. Ừ. Hình như là cái lớp ngoài, đúng rồi. Cái lớp ngoài là nó không cho thấm qua nè. Ừ, đó. Lớp ngoài là không cho thấm nước ra nè. Ừ. Còn cái lớp ở trong á là nó rất là mềm. Rất là mềm, mịn lắm. Ừ. Chất liệu đã ha, tốt ha. Cái này thì chắc dễ chịu lắm luôn. Đây, nó có đồ gài, có hai nấc dành cho bé lớn hoặc là bé nhỏ, mình có thể thâu cái này. Ừ. Cái này có thể là tả sử dụng đi sử dụng lại, tả giặt. Có một cái tả rồi. Còn gì nữa nhỉ? Cái cần này dùng để làm gì? Không biết, chưa biết. Có thể phải hỏi mấy mẹ ở Phần Lan quá. Ừ. Ở bên Phần Lan là trẻ em là quan trọng nhất nha các bạn. Và họ chuẩn bị rất là kỹ càng cho các để đắp với quấn em này. Các ba mẹ chuẩn bị sinh em bé. Đây là cái khăn. Và để họ đắp cho bé. Ừ, để đắp cho bé. Và họ tổ chức những cái khóa, những gọi là những cái khóa dành cho các ông bà mẹ, ông bố bà mẹ chuẩn bị sinh con. Họ sẽ tới chỗ đó, họ sẽ dạy cách chăm sóc con như thế nào, chính xác là cái thằng này đều quan bé này đó. Và chỗ nào tìm kiếm được những cái người giống như là có trong tình trạng tương tự á, để học hỏi lẫn nhau và chia sẻ lẫn nhau kinh nghiệm và làm quen nữa chứ, để cho các bé tới làm quen với nhau nữa. Chắc vui. Tụi mình thì cũng có hai lần vào tháng sau, tháng 1 và tháng 3. Cũng có hai lần như vậy. Sẽ tới gặp mọi người. À, cái này và là quần dớ. Quần dớ. Đâu? Ừ, thấy rồi. Nhỏ hơn nãy mở nãy giờ chưa hết quà luôn. Chưa hết. Đại nhiều lắm các bạn. Đây cái khăn này là để lót cái thùng nằm của em bé. Mặt trước thì rất là mềm và êm, còn mặt sau là không có thấm nước. Để em bé có tè thì nó cũng sẽ không có bị hư cái thùng. Ừ. Là có độ sữa thì cũng không có bị hư cái thùng. Không có cái thùng, không có hư cái thùng nha các bạn. Mà cái thùng này là để sử dụng là thay thế cho cái nôi đấy. Thì thay thế cho cái nôi từ 1 tháng cho tới 3 tháng tuổi ha. Ừ. Đó, mình sẽ lót trong cái thùng đó. Để cho bé nằm. Thì bác bé sẽ cảm giác được là an toàn hơn. Mình hỏi cô Thu mấy cái này sử dụng như thế nào. Ừ, ừ. Trong tài giấy lúc nãy nó có hướng dẫn không? Anh nghĩ là chắc là có hướng dẫn, nhưng mà hỏi những người đi trước thì hay hơn. Người ta có nhiều kinh nghiệm hơn. Gọi là kinh nghiệm lâm sàng đó. cái này chắc để cho ăn. Ăn à? Ừ. Phải không? Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Để cho ăn. Ừ. Khăn ấy cổ á, choàng cổ lấy khi ăn. Bé lớn muốn sử dụng phải không?
Bé lớn đâu có cần ăn ăn nữa đâu. Bé còn lớn chỉ còn cần nữa ăn kìa. Thôi. Dễ thương quá. Cái này chắc cho bé nhỏ. Cho bé nhỏ lúc còn cái này thì cho bé lớn nhỏ hơn nè. Nó còn có cái này nữa. Cái này như là theo mình biết là nó để làm như vậy nè. Đúng rồi. Đó, khi mà bé ăn nó sẽ bị rớt xuống đây, không có bị rớt xuống đồ. Ừ. Hay chứ. Mình cũng có nghiên cứu về bé nhiều lắm chứ bộ. Đã, ráp lại được như vậy. Ừ. Mặt trong của nó cũng là chống thấm nước luôn. Có nghĩa là xài đi xài lại được đó các bạn. Chống thấm nước thì giống như là có đổ sữa hay là đổ canh nước gì đó thì nó cũng sẽ không bị ướt áo. Yêu quá đi. Còn đây, đây là đây. Cái gì đây? Khăn. Có rất là nhiều khăn trắng như vậy. Mình cũng chưa biết sử dụng cái khăn trắng này để làm gì luôn. Đau mình bé chẳng hạn. Có thể là lót giường. Ừ, lót giường chứ. Anh nghĩ là chắc là lót giường em sao? Chị em nghĩ lót giường, 4 cái khăn trắng, 3 cái khăn nhỏ, 1 cái khăn lớn. Và 1 cái khăn màu nè. Cái này, mấy cái này chắc để lót giường rồi. Mà không biết lót thế nào thôi. Chắc sắp tới sẽ đi học cái khóa thì sẽ được dạy những cái này. Còn trải ra cho bé lên nằm lên trên đó. Chơi để bị đẹp chất lượng đấy, đẹp chưa? Đúng rồi, để lót giường. Còn đây là một cái bịch dụng cụ đâu đó, được chuẩn bị đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh. Mở ra thử đi em xã. Mở chứ. Mở ra cho mọi người coi là trong đó có những thứ gì. Mình cũng đang rất là tò mò đây. Họ chuẩn bị rất là kỹ nha các bạn. Một cuốn sách kể chuyện cho bé nghe. Đâu, đâu cho coi lại coi. Kể chuyện cho bé nghe trước khi ngủ nè. Thương quá đi. Rồi. Và hai cái này chắc để tắm bé. Đâu nè. Cũng không biết nữa. Chắc vậy. Đúng rồi, chắc vậy. Để tắm cho bé. Có cái mấy cái lông lông để massage chà chà. Ừ. Chắc là hai cái này để tắm bé. Có một cái kéo cắt móng cho bé. Hay kỹ không các bạn? Có một cái kéo cắt móng cho bé. Rồi có bàn chải. Cái bàn chải này thì theo kinh nghiệm của cô ở bên Phần Lan, nó là bé thì nó có bé sơ sinh nó có những cái bám bám ở trên da đầu á. Việt Nam gọi là cứt châu đấy. Đúng không? Không biết nữa. Đúng rồi, cứt châu á. Cái đó bao giờ. Đó thì mình sẽ bôi cái dầu ở trong này lên khi mà tắm cho bé, rồi chải đầu cho bé, xoa 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 cho bé. Thì những cái đó nó sẽ sạch đi, nó không có bị hôi, bị bong chóc, bị dơ, bị nhiễm trùng hay là gì đó. Còn đây là cái gì? Tiếp tục cái nào? Đây là cái gì vậy sao? Cái này là cái gel. Còn cái này? Cái này giống như cái gel dành cho ba mẹ hả vậy? Thấy ghi đề chữ RFSU nữa. Không. Của ba con sâu á. Ồ, cái gì vậy? Còn cái này.
Để coi coi. À cái này là bột nha các bạn. Bột dành cho ấy cho em bé nó đỡ bị ẩm á. Biết không? À phấn á. Phấn á, bột phấn á. Ừ. À phấn tắm bé xong rồi tắm bé bằng cái này. Còn cái chai kia hồi nãy là cái chai gel. Hình như là dành cho bố mẹ. Đâu, có thể là có cái công dụng gì đó với bé. Ừ, cũng có thể, okay. Mình không biết. Oh, chấm mực. À, cái này là ấy cho cái, nó gọi là cái kem mà dành cho đầu vú á. Cái này chắc là dành cho mẹ nha. Cái này dành cho mẹ hay cho bé mình cũng không biết. Nhưng mà ấy nói là cái này là gel dành cho đầu vú. Nó gọi là tiếng Phần Lan gọi là nanny void. Các bạn nhìn thấy có cái hình nè. Em xả cạnh cầm thì nó mới nét luôn. Chim chum lại nó mới nét. Đó, đó, ok. Nét rồi em xả. Rồi. Còn đây là cái đồ đo nhiệt độ nước tắm cho bé. Đồ đo nhiệt độ nước tắm cho bé. Còn đây là cái gì? Cái đó là ba con sâu dành cho cha mẹ. Bao cao su các bạn, gọi là ba con sâu. Đây hình như là giấy hướng dẫn nè. Còn gì nữa không? À, có một cái bàn chải nhỏ nhỏ xinh xinh. Bàn chải đánh răng dành cho bé. Dễ thương chưa? Có hình ở trên này nữa chứ. Chắc mấy bé thật. Còn đây là cái nhiệt kế để đo nhiệt độ cho bé nè. Đây, đo đo nhiệt độ nha các bạn. Đo nhiệt độ cho bé và đo nhiệt độ sữa nữa thì phải đúng không? Ừ, đúng rồi. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ cái này lại. Bỏ vô lại và lấy cái thùng đó ra. Quá trời đồ luôn. Nhiều đồ ghê. Nhiều đồ lắm. Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2017. Xin bước sang năm mới. Chuẩn bị bước sang năm mới. Hai vợ chồng rất là nôn nao háo hức để đi lấy cái thùng đồ con về. Đúng rồi. Và hai vợ chồng Cường và Trâm xin chúc mừng năm mới tới tất cả mọi người đang coi YouTube và tất cả các bạn bè trên thế giới. Và dĩ nhiên là xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới cho cả gia đình và bạn bè thân yêu bên Việt Nam và ở bên Phần Lan, bên Mỹ nữa. Ủa, đã còn quay không? Còn đây, quay chứ. Cái thùng này. Wow, cái thùng dễ thương dễ nhân sợ vật luôn. Chính đây, ten. Nhân vật chính nha các bạn. Cái thùng này để sử dụng như là một cái nôi nha. Một cái nôi thay thế khi bé từ 1 tuổi tới 3 1 tháng tới 3 tháng cho bé nằm trong cái thùng này. Và dĩ nhiên ở phía dưới là chúng ta sẽ lót những cái ở đây thì nó cái có miếng vải rồi dưới. Lớp xốp rất là êm nè. Có một cái lớp xốp rất là êm. Lớp xốp nha. Chứ không phải là cái thùng không. Đó, để bé vô đó nằm thì bé sẽ cảm thấy sẽ cảm giác là an toàn chân, hơn. Mình sẽ lót chân và khăn lên cho những cái người ta để chuẩn bị cho mình. Đây. Rồi quấn bé lại cho bé ngủ trong này. Bây giờ lấy cái thùng này ra. Để cái thùng kia xuống. Và sẽ thấy được hoàn cảnh ha. Đây là theo kinh nghiệm của các mẹ là phải có cái thùng này. Tại vì mọi người nghĩ là cái nôi thì sẽ chất lượng hơn. Nhưng mà thật ra thì với cái diện tích của cái thùng này thì bé sẽ ngủ ngon hơn, cảm giác an toàn hơn, không bị chống chảy, không có bị quấy khóc. Cái thùng huyền thoại đây. Cái thùng huyền thoại mà mọi người hay đọc trên báo chí nghe nói tới về thùng dành cho trẻ sơ sinh của Phần Lan. Phần Lan cho các công nhân tí hon chuẩn bị ra đời. Chắc
chắc mình phải đi hỏi các mẹ bên này, sau đó là mua đồ thêm và trang trí thêm cho cái thùng để cho bé Năm đi. Giờ là sắp xếp vô ha. Có cần phải bày ra hết luôn cho mọi người xem lại một lần nữa hay không? Nếu mà nghĩ là xếp ra cho hai cái giường là đầy luôn á nha các bạn. Nhưng mà xếp ra hai cái giường là đầy, hai giường. Bây giờ xếp nhé.